ta đúng đơn hàng. Bởi lẽ là khi phát hành trái phiếu thì những doanh nghiệp có thể chủ động được cái việc là phát hành của mình. Như vậy thì ông nhận định như thế nào về cái hình thức sử dụng và hình thức huy động vốn bằng trái phiếu đối với các doanh nghiệp hiện nay? Ok, thì cái hình thức mà huy động vốn bằng trái phiếu doanh nghiệp đây là một trong những các cái giải pháp rất là hay. Thì các cái hiệp hội doanh nghiệp cũng như các cái tổ chức doanh nghiệp cũng đang kiến nghị lên chính phủ để cho vay cái hình thức này và để phát triển cái hình thức này. Tôi nghĩ rằng là hình thức trái phiếu doanh nghiệp rất là tốt để cho các cái doanh nghiệp có khả năng tự chủ trong phạm vi cho phép của luật pháp, và chúng ta có thể huy động được cái nguồn vốn rất mạnh từ cộng đồng xã hội, thậm chí là chúng ta có thể huy động được các cái nguồn vốn từ bên nước ngoài trở về và các cái tổ chức phi chính phủ chẳng hạn. Thưa ông, vừa rồi thì ông có nhắc đến